10 năm qua thằng này hiểu chuyện, giữ cho các anh. Bây giờ có mỗi bữa ăn thôi mà anh vội thế. Cho số tài khoản đi, mai anh chuyển cho. Anh không giàu đâu, đủ ăn nên không có nhiều. Tiền của anh thì em lấy làm gì? Vậy lấy gì? Mạng của anh thì còn cao xấu lắm Khải ạ. Mạng của anh chẳng qua là như thế này anh Quang ạ. Thằng em có hai công hàng đang bị giữ ở cảng. Em nghĩ với vị trí của anh hiện tại thì chỉ cần cái búng tay của anh là xong. Hàng gì? Rượu ngoài, thuốc lá ngoài. Không được đâu, dạo này đang đợt rà soát chặt lắm. Không biết có chặt bằng cái ghế của anh đang ngồi không.